Chương trình giao lưu văn hóa và giáo dục Hoa Kỳ đã diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện 20 trường trung học, cao đẳng và đại học đã mang đến nhiều chương trình học bổng với giá trị lên đến 100% học phí dành cho chương trình trung học và lên đến 20.000 đô la Mỹ dành cho chương trình cao đẳng, đại học. Chương trình còn có sự tham gia chia sẻ thông tin của viên chức Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, giải đáp những thắc mắc về cuộc sống sinh viên quốc tế, từng bước trang bị kiến thức về văn hóa Mỹ, vượt qua cú sốc văn hóa và mang lại kết quả học tập tốt ngay từ đầu. Chương trình do Sài Gòn Tourist và AOA Việt Nam phối hợp tổ chức.